anh thích những cái màn hình bự, cho nên anh đã lựa chọn chiếc này vì màn hình to bự. Còn cái anh cũng thích vậy. Thích là ở chỗ màn hình, đồng thời là cái độ rộng rãi và cái chỗ mà để ghế cái chân nó dài á. Ấn tượng nhất là cái dàn loa, thứ hai là cái mâm. Hi, xin chào các bạn, mình đang có mặt tại đại lý Mitsubishi Savico Trường Chinh. Và không khí lúc này ở đây đang rất là nóng luôn, bởi vì mọi người đang soi cái phiên bản X-Force Premium này nè các bạn. Premium là phiên bản cao cấp thứ nhì sau Ultimate trong 4 phiên bản của X-Force tại thị trường Việt Nam. Ở clip trước thì chúng ta đã có dịp soi rất chi tiết phiên bản Ultimate rồi, thì mình cũng thấy rằng có khá nhiều bạn comment trong clip là muốn soi thêm phiên bản Premium, bởi vì Premium là một trong những cái phiên bản mình nghĩ rằng sẽ rất là hút khách. Lý do phiên bản Premium này có mức giá hợp lý, option cũng rất là ngon luôn. Và bây giờ thì mình mời các bạn cùng mình soi chi tiết phiên bản Premium để xem nó như thế nào so với lại phiên bản Ultimate. Phiên bản X-Force Premium có mức giá là 699 triệu và so với lại phiên bản Ultimate á, bản Premium này nó có gần như là 90% các trang bị tiện nghi an toàn của phiên bản Ultimate. Nó chỉ thiếu 3 thứ so với lại phiên bản Ultimate thôi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Đầu tiên, nhìn vào cái mặt ca lăng của bản Premium này, các bạn sẽ thấy là nó không có cái bộ phận radar hay là cảm biến như là phiên bản Ultimate. Thì đồng nghĩa với việc là phiên bản Premium này á, nó sẽ thiếu hai tính năng trong gói an toàn cao cấp ADAS. Đó chính là kiểm soát hành trình thích ứng và giảm thiểu hay là cảnh báo va chạm phía trước. Nhưng phiên bản Premium này vẫn có cảnh báo điểm mù nha các bạn. Sang đây cho các bạn xem nè, cái đèn cảnh báo điểm mù nó đây. Rồi, bản Premium này vẫn có một cái tính năng an toàn trong gói ADAS nữa, đó chính là cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Cái điểm thiếu sót tiếp theo đó là cấp sau của phiên bản Premium này nó không có đóng mở điện như là phiên bản Ultimate, mà chúng ta vẫn phải đóng bằng cơm. Nhưng mà cái sự thiếu sót này cũng không quá quan trọng đâu các bạn à, bởi vì chúng ta có thể nâng cấp hay là độ nó một cách dễ dàng luôn. Mình thì không rành về cái chi phí để mà độ cấp điện phía sau, nhưng mà hình như chi phí để mà độ được cấp điện phía sau nó dưới 10 cũ, quá đơn giản. Cuối cùng, cái thiếu sót của phiên bản Premium này so với lại phiên bản Ultimate nó nằm ở bên trong. Cụ thể là nó không có cái option âm thanh Yamaha cao cấp 8 loa, mà trên phiên bản Premium này á, mình thấy là nó chỉ có dàn loa tiêu chuẩn 6 loa mà thôi. Trong 3 thứ thiếu sót của phiên bản Premium này so với lại phiên bản Ultimate á, thì mình thấy là tiếc nhất đó chính là việc thiếu cái dàn loa Yamaha cao cấp. Bởi vì nếu như Mitsubishi trang bị cho phiên bản Premium này cái dàn loa Yamaha 8 loa đó nữa thì không thể chê được các bạn à. Và mình có thể mạnh dạn khẳng định luôn, X-Force phiên bản Premium nếu như mà có dàn loa Yamaha đó thì là cái xe có dàn âm thanh hay nhất ở tầm giá dưới 700 triệu. Còn cái cốp sau thì chúng ta có thể độ được một cách dễ dàng, nên thiếu sót đó cũng không quá quan trọng. Phần còn lại đó chính là hai tính năng trong gói ADAS, cụ thể là kiểm soát hành trình thích ứng và cái giảm thiểu va chạm phía trước. Thì ở góc độ của mình nha, mình sẽ không nhất thiết cần hai tính năng đó. Nếu có thì tốt, không có cũng không sao, bởi vì thường hai tính năng đó mình sẽ chỉ sử dụng nhiều khi mà mình chạy đường trường, chạy cao tốc. Còn với X-Force là một cái xe đô thị á, sử dụng xe trong đô thị thì gần như mình sẽ không xài tới hai tính năng đó luôn. Có một cái điểm khác biệt này, nếu như mình nhớ không lầm nha, đó là cái cánh cửa của phiên bản Ultimate, Mitsubishi họ có dán thêm một cái lớp cách âm hay là chống rung động đó. Thành ra là khi mà chúng ta gõ cái cửa của phiên bản Ultimate, nghe nó sẽ đầm tai hơn là phiên bản Premium này. Nhưng mà lại một lần nữa, mình sẽ gõ cánh cửa phiên bản Premium cho các bạn nghe nè. Hoàn toàn không có bị cái tiếng thùng tôm giống như là xe đai hết sao, đúng không? Nè, gõ lại cho các bạn nghe nè, vẫn rất êm tai nha, nó không có bị cái tiếng nghe bon 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 thô bỉ như là xe đai hết sao. Như vậy là uy tín rồi. Đóng cửa nè, êm tai, ngon lành. Rồi sang bên cái vô lăng đi, có một cái chi tiết rất thú vị. Nó đây các bạn à, hơi khó thấy đúng không? Đó chính là cái cửa gió làm mát phần dưới cơ thể. Thì mình sử dụng cái từ phần dưới cơ thể cho nó dễ nghe, bởi vì trước đây ở cái clip mà mình soi X-Force bên Indo, mình sử dụng cái cửa gió làm mát bướm thì có nhiều bạn chỉ trích mình là dùng từ khiếm nhã quá. Ok, thì bây giờ mình xin nhận sai và mình sẽ sửa nó là cửa gió làm mát phần bên dưới cơ thể của người lái. Đây là cái chi tiết, nếu mình nhớ không lầm nha, là có mặt lần đầu
trên một cái mẫu xe Lexus ở những năm 90 thế kỷ trước. Bây giờ nó đã trở lại trên chiếc X-Fort này và mình rất nóng lòng để thử trong thực tế xem là nó có thật sự làm mát cái phần bên dưới của người lái hay không trong điều kiện trời nóng. Về mặt trang bị tiện nghi an toàn của phiên bản Premium này thì mình sẽ điểm lại cho các bạn nha. Mặc dù là như hồi nãy mình có nói rồi, 90% trang bị tiện nghi an toàn của Premium là y chang Ultimate. Đáng chú ý là chúng ta có phần gương bên trong xe chống chó tự động nè, bản đồng hồ điện tử hoàn toàn và xem được nhiều cái phong cách hiển thị khác nhau, đặc biệt là cái màn hình hệ thống giải trí này nè các bạn, thật sự luôn rất là chất, rất là nét, cái độ sâu màu của nó cực kỳ xuất sắc luôn. Mình không nghĩ rằng một cái xe phổ thông ở tầm giá 600-700 triệu mà có được cái chất lượng màn hình hiển thị cứ như là xe cao cấp. Không tin các bạn cứ ra đại lý mà xem thử xem mình nói có đúng hay không nè. Mình sẽ so sánh cho các bạn thấy nè, với lại cái iPhone của mình, màn hình của X-Fort các bạn thấy không đó, nét thua gì cái iPhone 12 của mình đâu. Chúng ta có rất nhiều cái để mà theo dõi ở màn hình này, các thông tin về xe nhiều thứ lắm các bạn, độ nghiêng của xe, la bàn, quá trời quá đất luôn. Trời ơi, có Active Yaw Control nè, là hệ thống hỗ trợ kiểm soát vào cua chủ động của X-Fort, có góc đánh lái nè. Wow, cứ như xe thể thao các bạn à. Bây giờ mình mới biết là chiếc X-Fort này nó hiển thị cả lực G-Force. App này là cái gì ta? App này chắc là Apple CarPlay không dây hay là Android Auto gì đó. Bên dưới chúng ta có điều hòa tự động ha, và có lọc không khí cao cấp Nano EX. Thật sự mà nói, cái tính năng này rất là cần thiết với những ai đang ở Hà Nội. Bởi vì mình mới trở về từ Hà Nội và cái không khí ở Hà Nội á, nó kiểu như là nó ô nhiễm, nó khắc nghiệt quá, thành ra là nó khiến mình bị giống như là cảm nhẹ các bạn. Đấy, thì có được cái hệ thống lọc không khí cao cấp này, nó sẽ lọc không khí sạch hơn, đem đến cho chúng ta cái bầu không khí chất lượng hơn, thì nó sẽ làm cho chúng ta dễ chịu, thoải mái và đặc biệt là hạn chế cái bệnh tật. Tiếp theo, bên dưới chúng ta có sạc không dây luôn nè. Bản Premium vẫn có sạc không dây cho thiết bị di động nha. Đó, hai cổng USB AC, rồi cổng lấy nguồn 12V, phanh tay điện tử nè, hỗ trợ giữ phanh tự động nè, khởi động nút bấm, rồi 4 chế độ lái. Đấy, trong đó có chế độ Quét là chế độ đầu tiên mà một mẫu xe Mitsubishi sở hữu, chế độ đi đường ướt nha. Chìa khóa của xe thì tiêu chuẩn nó như thế này. Ngoài ra Mitsubishi còn cung cấp thêm một cái tùy chọn chìa khóa có thể đề xe được từ xa nữa. Hình như cái chìa khóa đó option thêm khoảng 4-5 triệu gì đó, nếu mình nhớ không lầm. Bên dưới là một cái cốp đồ, và phiên bản Premium này cũng có một cái cửa gió để nó lấy gió máy lạnh thổi vào đây và làm mát cho đồ uống của chúng ta ở trong cái hộp đồ này. Rồi, thêm một cái điểm mà hình như mình chưa nói ở clip trước về phiên bản Ultimate, đó là cái foam ghế của X-Force các bạn à, nó ôm người, nó khá là thể thao. Các bạn thấy không, nó thậm chí là nó có cả cái phần hỗ trợ vai nữa, cứ như là ghế semi bucket seat trên những cái mẫu xe thể thao vậy. Ngon, quá đáng tiền luôn. Thật sự nha, mình có lời khen cho cái foam ghế của X-Force, ngồi rất là sướng, rất là thích. Mình không nghĩ là một cái xe phổ thông mà lại có được một cái ghế cho cảm giác ngồi như thế này. Ngoài ra nữa là cái vật liệu da này là da giảm hấp thụ nhiệt, thành ra nó cũng khá là mát trong những ngày trời nóng. Vô lăng thì phiên bản này không có cái kiểm soát hành trình thích ứng, nên nó không có những cái nút để mà tùy chọn cái khoảng cách với lại xe trước, mà nó chỉ có cái nút kiểm soát hành trình tiêu chuẩn thôi. Có một cái điểm mình thấy là khá ăn tiền ở hàng ghế sau của X-Force, đó là lưng ghế của nó chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều nấc khác nhau. Đây, như thế này. Đó, ngã nhiều hơn nè. Mức ngã nhiều nhất của nó là đây, tới đây luôn các bạn. Trong khi nha, một vài mẫu xe khác trong phân khúc của X-Force đó, hàng ghế sau này gần như là không thể nào mở rộng thêm được cái độ ngã lưng để mà chúng ta có thể ngủ ngon, mà cái tầm ngã của nó chỉ được cỡ này mà thôi, coi như là đủ ngồi thoải mái khi mà đi chặng đường ngắn. Nhưng riêng X-Fort thì mở rộng thêm quá đã luôn các bạn à, lai mạnh, lai mạnh. Từ nãy giờ mình review X-Fort phiên bản Premium hơi nhiều rồi, tiếp theo mời các bạn đến với cái phần ý kiến cũng như là cái phần review của những người tham gia event. Rồi, em chào anh. Anh có thể giới thiệu một tí về tên của mình được không ạ? Mình tên Nhân. Ok. Nãy giờ thì anh Nhân soi chiếc X-Fort rồi, anh thấy chiếc X-Fort thực tế như thế nào anh? Thiết kế của nó tinh tế, đẹp, sang trọng.
ấn tượng nhất là cái dàn loa, thứ hai là cái mâm. Anh cũng đã theo dõi cái xương thì rất là nhiều năm rồi, nhưng mà đây là chiếc đầu tiên nó mang tính cách đột phá trong cái công nghệ, cũng giống như là cái loại hình nó hướng về tương lai nhiều hơn. Dạ. Tức là anh cảm thấy thích về cái điều mới mẻ của nó. Nói chung là nó hiện đại rất nhiều, cũng giống như là màn hình nó to bự, và cái mà mình thích là vậy. Anh thích những cái màn hình bự, cho nên anh đã lựa chọn chiếc này vì màn hình to bự. Còn cái anh cũng thích vậy, đơn giản là vậy thôi. Thích là ở chỗ màn hình, đồng thời là cái độ rộng rãi và cái chỗ mà để ghế, cái chân nó dài á. Yeah. Ví dụ như ai có cao cũng không sợ mỏi chân, với lại cái cốp phía sau để mà mình chứa đựng đồ, nhìn thấy nó cũng rộng rãi. Theo như chị nhìn thì chị thấy nam tính, chắc là nam lái sẽ ok hơn là nữ. Lý do vì sao mà anh lại lựa chọn X-Force cho gia đình của mình? Chiếc xe này thì anh cũng đã xem trên kênh báo đài cũng lâu rồi, và cũng đã nghiên cứu cũng nhiều tháng rồi. Và cái lý do chính là nó rộng rãi, thoáng mát, cho nên anh nghĩ là nó phù hợp với gia đình hai con của anh. Bản thân anh thì cũng đã chạy Mazda 3 rồi, chạy Kia K3 rồi, nó không có hiện đại giống như chiếc xe này, cho nên anh chờ đợi một cái gì nó mới mẻ hơn, và đây là cái chiếc xe mà anh đã chờ rất lâu. Trong một câu chân thành đi, là anh thấy cái chất lượng hoàn thiện của X-Force này như thế nào so với xe hàng? Đẹp hơn rất nhiều, chỉnh chu hơn rất nhiều. Xe hàng thì họ có nhiều cái option lựa chọn hơn, nhưng mà cái xe hàng thì mỗi người mỗi suy nghĩ. Riêng bản thân anh thì anh đánh giá cao về thương hiệu của Nhật Bản, đó là vấn đề của anh thôi. Riêng cá nhân anh là anh đánh giá vậy, và anh thích những chiếc xe Nhật Bản, đơn giản vậy thôi. Hy vọng là những thông tin trong clip này sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn chi tiết nhất về phiên bản X-Force Premium có mức giá 699 triệu đồng. Và nếu như các bạn đang quan tâm tới mẫu xe này thì hãy ra các đại lý của Mitsubishi. Không chỉ riêng Mitsubishi Sabico, Trường Chinh đâu, mà bây giờ đại lý nào của Mitsubishi trên toàn quốc cũng đều có X-Force mẫu để cho các bạn ngắm, xem, chạm, nhưng mà chưa được chạy thử nha. Ok, và đó là tất cả những gì mà các bạn cần biết về phiên bản X-Force Premium. Xin cảm ơn.